Ê, mọi người hỏi hãng đàn mình hãng gì mình không biết luôn á, không biết trả lời sao luôn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog tiếp theo của mình. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ rất nhiều vlog lần trước và mình đã đọc hết tất cả các comment. Cảm ơn vì những ý kiến đóng góp của mọi người. Và lần này mình đã cải thiện chất lượng âm thanh rồi đây, mọi người có nghe rõ không? Ok, để tránh việc mọi người hỏi lại và mình lại phải tiếp tục trả lời những câu mình đã từng trả lời rồi, mình hãy cùng điểm lại những câu trả lời của vlog lần trước nhé. Đầu tiên, mình sinh năm 2001, người gốc Bắc, nói tiếng Bắc, quê ở Nam Định, nhà ở Đắk Lắk và đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, mình là sinh viên năm nhất ngành kinh doanh quốc tế trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, mình biết chơi ba loại nhạc cụ là organ, guitar và ukulele. Thứ tư, mình không biết đánh fingerstyle. Thứ năm, mình có một cây son duy nhất. Thứ sáu, mình không phải là một người tự tin. Trên đây là 6 thông tin cơ bản về mình. Và nếu như mọi người chưa xem vlog 1 thì hãy nhấp vào cái khung này nhé. Mình sẽ chèn cái khung ở đây. Mọi người xem vlog trước để hiểu thêm, biết thêm thông tin. À, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi còn lại nào. Câu hỏi thứ nhất. Lần gần đây nhất mình đo là 1m58. Thấy một câu hỏi nặng bao nhiêu ký nữa nhưng mà mình không tìm thấy để chụp lên cho nên là mình trả lời luôn là hiện tại số đo cân nặng của mình là 47 kg. Câu hỏi thứ hai, mình cũng không hiểu là ngầu theo cách của bạn nghĩ nó như thế nào nhưng mà nhìn mình bánh bèo lắm hả? Không, nếu như mà nói về cái váy này thì bánh bèo thật. Nhưng mà bình thường mình hay mang đồ kiểu thoải mái mà, kiểu quần jean, áo thun, thùng thình, rồi giày sneaker. Nói chung là đồ gì mình cũng mặc được hết, miễn là nó đẹp trong mắt mình. Còn ngầu hay không thì do cách nhìn của mọi người thôi. Câu hỏi thứ ba. Sau đây là danh sách các trường mình đã từng học ở Đắk Lắk. Cấp 1 thì mình học ở trường gần nhà, cách nhà 700m. Đi bộ hoặc đi xe đạp đi học. Trường tiểu học Hoàng Hanh. Nhưng mà chắc mọi người không biết đâu vì nó ở dưới huyện. Còn huyện nhà mình ở đâu thì mình sẽ không tiết lộ nha. Bắt đầu lên cấp 2 là mình chuyển lên thành phố Buôn Ma Thuột học, cách nhà mình 25km. Mình ở nội trú trung học cơ sở Hùng Vương, là trường cấp 2 mình học từ lớp 6 đến lớp 9 luôn. Sau đó thì mình chuyển lên cấp 3, mình thi vô trường chuyên Nguyễn Du nhưng mà rớt, cho nên mình rớt xuống trường Buôn Ma Thuột, ngôi trường mà đi học 7 ngày mặc áo dài. Đau đầu lắm mọi người ơi, tuy nhiên đó cũng là một nét đẹp của trường mình, truyền thống từ xưa đến nay. Câu hỏi thứ tư. Nói câu này mọi người có tin hay không thì tùy. Mình đậu vào trường Đại học Kinh tế nhờ 70% là năng lực, còn 30% là may mắn. Nguyện vọng mà mình đậu là mình đặt vào nguyện vọng 1 luôn. Mình không nghĩ mình sẽ đậu vì sau đó còn 6 nguyện vọng khác nữa. 6 nguyện vọng là 6 ngành khác nhau của 2 hoặc 3 trường gì đó khác nhau. Nói chung là hồi thi đại học mình mông lung lắm. Chỉ nghe theo nghe lời khuyên của gia đình, của bạn bè, thầy cô các kiểu. Mình thi khối A1 là toán lý Anh, môn toán được 7,6, môn lý được 8, môn Anh được 8,8. Mấy môn khác mình thấp lầy tè luôn nên không nói cho mọi người biết đâu, nhục lắm.
Mình thích học môn Anh nhất cho nên mình dành hơi nhiều thời gian để ôn môn Anh. Tuy nhiên số điểm 8,8 không phải là số điểm mục tiêu mình muốn đạt được mà nó còn cao hơn vậy nữa. Nhưng mà 8,8 thì cũng đáng tự hào rồi. Còn giữa môn toán với môn lý thì mình ôn môn toán nhiều hơn bởi vì mình thấy môn toán khó hơn, nhiều công thức hơn. Lý thì ngu sẵn rồi cho nên vô thi khoanh lụi cũng được. Ơ, ở đây sáng quá này. Chắc chắn môn lý vẫn phải ngu hơn môn toán rồi, nhưng mà môn lý lại điểm cao hơn. Toán mình không nhớ mình làm được bao nhiêu câu, nhưng mà... ừ, nói chung là không nhớ. Còn môn lý thì mình nhớ rõ luôn là mình làm được 30 trên 40. Còn lại 10 câu là mình khoanh lụi. Nếu như mà làm đúng hết 30 câu trên 40 câu thì mình mới được 7,5 điểm thôi. Phần còn lại là mình khoanh lụi làm sao mà nó lên được 8 điểm luôn, mọi người thấy công phu không? Mà chưa chắc là mình làm đúng hết những câu mình đã làm đó, cho nên là may mắn rất nhiều. Câu hỏi thứ 5. Mình cũng không hiểu biết nhiều, mình ít khi đọc mấy cái về trường mình lắm. Nói chung là mình cứ đi học đi đi về về vậy thôi chứ mình không quan tâm cho lắm. Nếu như mà đã muốn review trường thì mình muốn làm kiểu công phu luôn, cho nên mình sẽ làm một vlog riêng. Nếu như có nhiều người muốn mình làm vlog về việc review trường thì mình sẽ làm. Còn không thì chắc là không làm đâu. Ai muốn mình review trường thì comment ở dưới. Câu hỏi thứ 6. Mình học guitar được, cũng không biết tính làm sao nữa tại vì mình toàn học kế thôi. Guitar lần đầu tiên mình đánh là mình đã biết đánh rồi, kiểu như mình chỉ xem hợp âm trên hợp âm chuẩn ấy. Trước đó thì mình đã học ukulele rồi nên mình biết cách bấm dây và tay mình cũng không bị cảm giác giống như người mới tập đàn. Vào một ngày đẹp trời khi mà có một chiếc đàn bị để quên ở nhà mình thì mình lấy đàn ra và mở hợp âm chuẩn lên, bấm thử vài hợp âm thì đánh được vài hợp âm, sau đó thì cảm thấy thích kì. Thích thật là thích nhưng mà cuối cùng vẫn không có đàn. Chiếc đàn ấy cuối cùng bị chủ nhân đem về nhà, mình cứ tưởng là ai cho nhà mình chứ. Nhưng mà sau đó thì cái đàn đó không còn ở nhà mình nữa và mình cũng không còn cơ hội học đàn. Tuy nhiên, như mọi người đã biết ở câu hỏi trước thì mình có nói là lên cấp 2, cấp 3 mình đã học nội trú. Thì ở trong nhà nội trú mình có bạn mua đàn để học. Mình hay mượn đàn của bạn đó, mượn đàn 24/7 luôn á. Kiểu khi nào nó không xài đàn á là bay qua mượn đàn luôn. Nói chung là mình bắt đầu học đàn từ năm lớp 10. Mình cứ mượn đàn của bạn kia tập cho đến năm 12 luôn. Khi nào mà bạn không xài đàn thì mình mượn đàn của bạn mình xài. Đấy. Xong rồi lên đại học mình mới mua cây đàn riêng cho mình. Đâu rồi nhỉ? Đây chính là cây này này mọi người. Cây này mình mua 1,3 triệu. Bình thường người ta hay có cái hãng ở trên đầu á. Nhìn nè, không có. Thế mọi người hỏi hãng đàn mình hãng gì mình không biết luôn á, không biết trả lời sao luôn. Và có một vài bạn cũng hỏi là mình custom đàn bằng bút gì. Yeah. Thì mình trả lời trên này luôn. Mấy cái chấm chấm màu trắng này nè là bằng bút xóa. Còn cái màu vàng thì đợi một chút để đi lấy. Đây, một đống màu này. Mình chỉ tô đúng màu vàng với màu trắng lên đàn thôi. À, có màu xanh nữa. Nói chung là cây này. Mọi người nhìn đi. Thế nhá, đừng hỏi nữa nhá. Tiếp tục về quá trình học đàn thì... đó. Ủa thì chỉ có vậy thôi mà. Nói chung là mình tự học. Mà cái quan trọng để học đàn, học tốt thì đam mê là chính. À, mình hay tham khảo trên kênh của anh gì quên tên rồi. À, chú Hiển Râu á. Mọi người biết chú Hiển Râu mà đúng không? Mình hay xem ở trên đấy, chú Hiển Râu hay bài cơ bản mà dễ hiểu. Còn hợp âm thì mình xem trên hợp âm chuẩn. Còn các cái điệu để đánh á, thì trước đó mình đã học ukulele rồi cho nên mình cũng biết sơ sơ qua rồi. Cho nên chuyển qua guitar thì mình chỉ cần cảm âm thôi. Bài nào mà hợp với điệu nào thì mình sẽ đánh điệu đó. Hết rồi. Mọi người chỉ cần siêng thôi là được à. Mình cũng mới biết chặn. Mình chặn cũng vẫn còn bị tịt nữa. Câu hỏi thứ 7.
Tình yêu là gì hả? Sao mà diễn tả được bây giờ? Tình yêu là thứ khó nói lắm. Nhưng mà chị không phải kiểu văn vở cho nên là chị không biết em có phải là cái đứa hỏi yêu xa đúng không? Ước gì em có thể biến cái tình yêu giữa người với người thành tình yêu giữa người với các môn học thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Còn việc bây giờ mà em có bị cuốn vào cái tình yêu kiểu mơ hồ đấy thì em sẽ dễ bị tụt tụt gì hen. Nói chung là tình yêu thì chị không biết, còn việc mù quáng là do em mù quáng thôi chứ chị không mù quáng nha. Tùy người mà mù quáng thôi. Bớt mù quáng lại đi. Câu hỏi thứ 8. Sao có người yêu lại phải giấu à? Ai là người giấu người yêu vậy? Theo chị thì người ta có nhiều cách thể hiện tình yêu khác nhau. Có người thì sẽ muốn đăng ảnh hoặc là công khai người yêu trên mạng xã hội và nói cho cả thế giới biết là mình đang yêu. Nhưng mà cũng có người muốn yêu một cách kín đáo, kiểu chỉ cần hai người biết là được rồi. Hai người hoặc là những người người thân, nói chung là người thân. Không cần quá nhiều người biết, chỉ cần họ chân thành, họ đủ yêu thương nhau là được rồi. Tại sao lại phải cứ đăng lên mạng xã hội hoặc là cứ phải công khai thì mới là người yêu, đúng không? Nếu như em hỏi chị thì chị chọn yêu một cách kín đáo. Vì chị không thích nhiều người biết thôi. Ai mà không cần thiết thì không cần phải biết. Câu hỏi thứ 9. Nói về nhạc cổ đen thì chỉ một từ thôi. Đó là chill. Về việc có phải đồng âm hay không thì mình trả lời thêm câu hỏi này luôn nhé. Nói theo kiểu hâm mộ một cách tha thiết á, thì mình không phải là loại người đó. Mình không phải là fan cuồng. Mình cũng không phải là đồng âm luôn. Kiểu như mình thích nghe nhạc của ai thì mình nghe thôi. Bài nào hay thì mình nghe thôi. Đôi lúc mà cảm xúc của mình nó hơi bị lố á, thì mình sẽ hay đăng bài, hay đăng clip cover, hay đăng status, hay là chia sẻ bài viết của một nghệ sĩ nào đó. Quá nhiều thì mọi người sẽ nghĩ là mình là fan cuồng người đó. Nhưng mà thật sự thì mình chỉ thích những bài nhạc phù hợp tâm trạng thôi. Thì mình nghe rất là nhiều. Và bài nào mình thích thì mình sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần. Câu hỏi cuối cùng. Thực sự thì đây không phải mặt mộc đâu. Mặt mộc của mình xấu hơn trên này nhiều. Mình đã tìm góc quay mà khiến cho khuôn mặt đẹp hơn và chỉnh độ sáng để thu hút người nhìn, người xem. Chứ mình không thể để cái mặt mộc lên được. Nhưng mà nói về khoản mặt mộc thì đúng là mình thật. Bởi vì mình đơn giản là vì mình không biết make up thôi. Ngày nào đó mình sẽ biết make up thì sao? Nhưng mà mình vẫn thích để mặt mộc hơn. Nhưng mà nói là ở ngoài mặt mình xấu hơn nhiều nên mọi người đừng quá tin tưởng vào cái sự ảo này của mình. Sống ảo nhiều quá ra đường sợ người ta không nhận ra. Ok, vậy là tiết mục Q&A phần 2 của mình đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và nghe mình xàm. Mình sẽ không làm Q&A nữa đâu, bởi vì mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Như vậy là tất cả những thứ mình muốn chia sẻ với mọi người nó đã ở hai phần vlog 1 và vlog 2 rồi. Nếu như muốn mình làm vlog về một chủ đề nào khác thì comment ở dưới này nha. Ở dưới á. Nhớ comment nha, bởi vì mình đọc hết của mọi người đó. Có thể mình sẽ làm hoặc có thể mình sẽ không làm. Tùy theo cảm hứng. Thôi, nói chung là kết thúc tại đây. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Yeah.